Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình của nhà F. Như thường lệ tôi vẫn là Tiến Duy. Và tôi vẫn là Khánh Linh. Và nhìn qua cái cánh cửa này thì hẳn là mọi người đang đoán được là anh em của tôi đang có mặt ở tại dự án nào rồi đúng không? Khánh Linh có thể bật mí cho mọi người được không? Đây vẫn là dự án De Palais Louis ở Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội. Chính xác. Và ngày hôm nay thì mời các bạn vào đây, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm tiếp tục một căn hộ nữa ở đây. Và căn hộ này thì có cái diện tích nó rộng hơn cái căn hộ mà lần trước anh em mình đã trải nghiệm. Với diện tích lên đến khoảng 166m², 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Căn hộ này thì được thiết kế theo phong cách Dragon. Và phong cách này thì nó có cái màu xanh của hoa lá cây và có những cái đường nét, những cái họa tiết rất là cầu kỳ này, bay bổng, lãng mạn, cũng như là nó có sự kết hợp khéo léo hài hòa giữa các chất liệu gỗ, đá đó. Và như các bạn có thể thấy thì căn hộ này có thiết kế rất thông thoáng với bếp, phòng ăn và phòng khách được thiết kế trực tiếp với nhau, kết nối trực tiếp với nhau. Không có vách ngăn. Thì đầu tiên thì anh em mình sẽ ngó qua cái gian bếp trước đi. Khác cái gian bếp và lần trước Khánh Linh đã trải nghiệm, tức là có cửa để đi vào đúng không? Dạ. Thì với cái gian bếp được thiết kế trực tiếp như thế này thì nó cũng có những cái ưu điểm riêng, đó chính là nó rất thông thoáng, có thể nhìn ra bên ngoài được. Căn nhà này và đặc biệt là căn bếp này trông thì có vẻ rất là cổ điển như thế thôi, nhưng mà các cái trang thiết bị vẫn rất là hiện đại, xịn sò, đầy đủ, không các thiếu thứ gì cả. Cao cấp đến từ thương hiệu Bosch. Quay trở lại không gian bên ngoài này là phòng ăn và phòng khách thì dễ nhận thấy là nó được thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Đấy, với những cái đường phào chỉ như mọi người đang thấy ở đây. Và hầu hết những cái mảng tường ở trong căn hộ này thì được ốp gỗ. Thật ra không phải là hầu hết nhé, mà là tất cả. Tất cả luôn à? Tất cả. À, anh chưa tìm hiểu kỹ lắm cho nên là mới chỉ dám khẳng định là hầu hết thôi. Bức tường trong căn hộ này đều là ốp gỗ hết. Ừ. Và gỗ này có được phủ một cái lớp và giúp cho cái việc vệ sinh được dễ dàng hơn, chống nấm mốc này, kháng khuẩn này, chống cháy nữa. Dạ. Đấy, và có một điểm mà nãy giờ anh em và tôi vẫn đang tranh cãi, đó chính là không biết cái màu của những cái mảng tường gỗ ở trong căn hộ này nó là màu gì. Mình nhìn thì nó lại hơi màu trắng kem sữa gì đấy, nhưng mà Khánh Linh thì lại bảo là màu xanh. Vừa bước vào căn nhà đã thấy là đây, căn nhà này có phần tường là màu xanh ngọc, hơi nhạt rồi. Không hiểu anh Duy nhìn sao mà thành màu trắng. Các bạn khán giả mà thấy đây là màu trắng hay đây là màu xanh thì hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Ừ, nhưng mà anh nhìn lâu một lúc thì anh cũng nghĩ là đây là màu xanh đấy. Kiểu màu xanh ngọc bích nhưng mà nó rất là nhạt. Và cái màu này cũng rất là độc. Ừ. Rất là khó thấy. Và khi mà mình bước vào bên trong căn nhà này, mình nhìn thấy cái màu gỗ này ấy, thì mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, tươi rất mát, là tươi mát, sinh sống đúng không anh? Đấy, chưa hết, ở trên những cái đường phào chỉ ở đây ấy, thì mọi người có thể thấy là nó được phủ một cái lớp nhũ bạc màu rất là đẹp. Ừ. Thì em thấy sao? Tăng sự sang trọng cho căn nhà. Đây là cái không gian của phòng khách này. Thì phòng khách này nó có cái diện tích cả phòng khách lẫn phòng ăn, nó có diện tích khoảng 44m². Thì mời Linh ngồi thử đi. Ở trong cái không gian phòng khách này thì như quý vị các bạn đang thấy, đồ đạc nó cũng được thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Tuy nhiên thì những cái đường nét và cái bề mặt của nó, bề mặt ấy thì nó được xử lý, nó mang đậm cái dấu ấn thời gian nhưng mà một cách có chủ đích. Tức là mọi người có thể nhìn kỹ lại đây này. Đây không phải là bị xước hay là đây không phải là bị va, bị cà vào đâu. Thoạt nhìn thì trông nó có vẻ cũ, trông nó có vẻ xước, nhưng mà cái xước này là cái xước có chủ đích. Và thực ra là để làm cái đồ nội thất mới, nó dễ hơn rất nhiều so với việc là mình làm mới xong mình lại phải làm nó cũ đi. Và cái giá trị của những cái nội thất này nó nằm ở những cái, đây, những cái xử lý bề mặt mà trông nó cũ như thế này. Đúng rồi, không chỉ ở đây mà còn ở đây, ở rất nhiều chỗ nữa mà lát nữa anh em tôi sẽ giới thiệu dần tới mọi người. Thì cũng giống như tương tự như những cái căn hộ khác ở tại dự án The Palais Louis thì ở trên trần là vẫn là những cái họng gió điều hòa được làm từ đồng mạ vàng. Và có khắc, tất nhiên là vẫn khắc tên của dự án The Palais Louis. Đúng rồi, và nếu như mọi người vẫn chưa kịp theo dõi những cái video trước thì cái hệ thống điều hòa này là điều hòa Daikin VDV4F, có chức năng là cung cấp khí tươi và lọc bụi mịn, đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Đúng rồi. Và vừa nãy thì cái phần tiền sảnh anh em tôi đi vào tương đối nhanh, nhưng bây giờ sẽ giới thiệu lại một chút. Tức là phần tiền sảnh này thì nó có hệ tủ để giày dép bên này này. Đó. Thì như Khánh Linh và mọi người có thể thấy là nó cũng được sơn, rồi cũng được xử lý cái bề mặt một cách rất là có chủ đích, mang lại cái sự cổ điển.
Đấy. Trông nó cũ cũ thế này nhưng mà thật sự đây là cái giá trị của nó nằm ở chỗ này đấy, cái phần cũ cũ này. Và có một điểm hay nữa đó là kể cả là cánh cửa tủ này hay là cánh cửa hay là bề mặt tường thì đều có cái cách trang trí giống nhau, tạo nên cái sự hài hòa và trang nhã cho căn hộ này. Đúng là toàn gỗ thật, ở đây gỗ này, đậy gỗ này. Và là màu xanh đi, anh đừng vẫn là màu xanh. Tranh luận. Đúng là màu xanh đúng không nhỉ? Đúng màu xanh đúng không? Đấy, và ở cái cánh cửa này đằng sau thì chúng ta có một phòng giặt. Phòng giặt này, ở bên này là tủ kỹ thuật điện. Đấy, đối diện là phòng giặt có máy giặt và máy sấy được thiết kế ngay đây. Cũng rất là gọn. Và duyên dáng nữa khi mà không duyên để dáng. Những cái đồ ở bên ngoài. Đúng rồi. Và nhìn nó có một cái lối đi nó không bị vướng víu tí gì cả. Đấy, ở trong này thì có thêm một cánh cửa nữa. Cánh cửa này thì mọi người đoán được là gì không? Chắc là cũng dễ đoán. Đây là một phòng vệ sinh đầu tiên, cũng là một cái phòng vệ sinh mà ở ngay phía cửa ra vào luôn thì cũng rất tiện nhé. Ví dụ là khi mà khách đến nhà chẳng hạn mà muốn vào soi gương, rửa tay vào đây luôn. Đấy, cái phòng vệ sinh này thì trông nó nhỏ thôi nhưng mà nó cũng rất đầy đủ, nó có cả sen vòi của thương hiệu Rohe, là một thương hiệu cực kỳ cao cấp của Đức. Đây, ở trong này cũng có một bồn rửa kết hợp với cả tủ để đồ ở dưới nữa, mang phách cổ điển. Như đã vừa giới thiệu với mọi người ở phần đầu chương trình thì căn hộ 166m² này có 3 phòng ngủ. Thì ở phần không gian trong này sẽ bao gồm 2 phòng ngủ đầu tiên. 2 phòng ngủ có thể nói là dành cho trẻ nhỏ. Cái điểm mà Khánh Linh thích nữa đó là cái khu vực phòng ngủ cho trẻ nhỏ và khu vực phòng ngủ cho người lớn nó tách riêng nhau ra. Đó. Thì vẫn những cái mảng tường đồng bộ hết như là các bạn vừa thấy ở phần đầu chương trình. Ở đây thì có một cái phòng vệ sinh phụ dùng chung cho 2 phòng ngủ nhỏ bên này. Đấy thì mời Khánh Linh sẽ giới thiệu tới mọi người. Phòng vệ sinh này thì được ốp đá từ sàn cho đến trần. Màu sắc thì trang nhã, hài hòa. Bên đây thì có bồn tắm của thương hiệu Color. Bồn tắm này cũng có chức năng massage luôn. Cũng có chức năng massage 120 bọt khí giống như là chương trình lần trước mình đã trải nghiệm. Các thiết bị đầy đủ và rất là hiện đại. Sen vòi cũng của Rohe. Đó, những cái thiết bị vệ sinh rất là cao cấp. Và ở cái phần gạch ốp trong phòng vệ sinh này thì như ở ngoài lúc nãy Khánh Linh đã giới thiệu với mọi người thì căn này nó mang phong cách là hơi cỏ cây hoa lá đúng không? Đúng. Thì ở trên những cái mảng tường này nó ốp cái gạch kiểu như là thân cây này hoặc là rễ cây hoặc cành cây gì đấy tùy mọi người cảm nhận. Đó, rất đồng bộ. À, chắc là mọi người cũng đã nhận ra cái bảng công tắc này mà Khánh Linh và anh Tiến Duy đã giới thiệu với mọi người trong cái căn hộ trước. Đây là công tắc của thương hiệu Fede. Fede này. Cái này thì nó còn duyên dáng hơn những cái bộ công tắc của chương trình lần trước mình trải nghiệm nhé. Lần trước là nó vàng chóe luôn, kiểu mạ vàng ấy. Thì cái này nó đã kết hợp tinh tế hơn, nữa có hoa văn này. Và ở trong này có một cái lớp đá hay là lớp nhũ gì đấy. Nhìn nó... Mọi người phải nhìn, rất là cầu kỳ. Phải nhìn gần cơ. Và nó hợp với cả cái phong cách của ngôi nhà này, tràn đầy sức sống. Tràn đầy sức sống. Thế trong này là có 2 phòng ngủ, thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm phòng ngủ cho nhau. Phòng ngủ này ạ? Đây, đi thẳng đi. Mọi người hãy cùng vào xem. Đây là phòng ngủ phụ đầu tiên ở trong căn hộ này, có diện tích khoảng 15m². Chắc là mọi người sẽ thấy không gian của nó giống như những cái bộ phim của Disney ấy. Rất là kiểu công chúa, đấy, cổ tích. Thế thì cái phòng ngủ này nó được ốp, Đỗ Linh biết là gạch hay là gỗ? Em đoán đây là gạch giả gỗ. Thực ra đây lại là gỗ nhưng mà được lắp theo kiểu giả gạch. À. Rất dễ nhầm đúng không? Lúc đầu anh cũng tưởng là gạch giả gỗ, nhưng mà sau khi mà tìm hiểu thông tin thì đây là gỗ tách và được ốp theo cái kiểu nói chung là được ghép lại ấy. Họa tiết nó giống như những cái viên gạch thông thường ấy, nhưng mà thực ra đây là gỗ này. Đấy, gỗ tách. Gỗ tách có những đặc tính gì thì ở những chương trình lần trước mình đã giới thiệu rồi, đại ý là nó cũng rất là tốt và chống chịu được những cái khí hậu khắc nghiệt, thay đổi thời tiết. Đấy thì cái căn phòng ngủ này nó có cái khoảng view hướng ra phía hồ Tây. Còn đây sẽ là phòng ngủ thứ hai. Đây bên này chắc là phong cách công chúa hơn. Cũng vẫn là 15m² nhá. Ở trong đấy có cả tủ đấy, chỗ Khánh Linh đừng có cả tủ. Đúng rồi, có bên đây có tủ để đồ. Cái bề mặt trang trí thì vẫn là giống tất cả những cái bề mặt trong ngôi nhà này. Với cái diện tích phòng ngủ này thì em thấy sao? Nó hợp lý cho vừa trẻ đủ. Con. Ừ. Dạ. Và nó cũng đầy đủ hết nhá, có cả bàn trang điểm này, có cả kệ để tivi này. Đấy. Ổ cắm các thứ đầy đủ này, những cái công tắc vẫn là của Fede. Nói chung là hợp lý. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang cái phòng ngủ cuối cùng là phòng ngủ master. Thì như Khánh Linh có giới thiệu vừa nãy, tức là một cái ưu điểm lớn của căn này đó chính là nó tách riêng hai cái phòng ngủ phụ
ra một khu vực và cái phòng ngủ chính nằm ở đây, ưu ái cho một cái vị trí rất là hay với hai mặt thoáng. Hai mặt thoáng đây, một mặt đầu tiên đây và mặt thoáng ở đây nữa. Thì cái ô cửa kính đằng kia vẫn là cửa Euro Window Double Lowy 2 lớp, tức là chống ồn, cách nhiệt và có thể loại bỏ khoảng 70% tia UV. Đấy, rất an toàn. Ở trong phòng ngủ master này thì có một cái phòng vệ sinh riêng được ưu ái với diện tích rất rộng. Đấy, thì lại mời mọi người chúng ta sẽ mò qua một chút. Cái phòng tắm của phòng ngủ master vẫn mang màu sắc hài hòa, trang nhã và sang trọng. Nhưng mà bên cạnh đấy thì sử dụng các thiết bị rất là cao cấp đến từ thương hiệu Hansgrohe, bồn rửa mạ bạc. Và đó, bên đây thì có bồn tắm của Kohler, bồn tắm massage. Các thiết bị như là toilet hay là bồn tắm đứng thì vẫn rất là hiện đại. Đây này, ở đây vẫn có thêm một chi tiết nữa để bổ sung cho cái sự hoa lá cảnh của căn hộ này. Đó chính là cái mặt bàn, nó có những cái họa tiết được khảm trai. Đấy, mọi người có nhìn thấy không? Rất tinh tế, rất tinh tế. Và đúng là bước vào căn hộ này cảm thấy cảm giác nó rất là kiểu mùa xuân đúng không anh? Nhẹ nhàng đúng không? Tình cảm. Ở trong này thì điểm nhấn là chiếc giường với cái tông màu đỏ tương phản lại những cái gam màu nhẹ nhàng ở xung quanh nó. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm một căn hộ có diện tích 166m² tại dự án The Palais Louis của chủ đầu tư Tôn Hoàng Minh. Khánh Linh ơi, anh thấy là cái căn hộ này nó có cái thiết kế cũng như là nội thất nó rất là phù hợp với phong cách của em, và hình như là em cũng thích căn hộ này thì phải. Thì em đã phải lòng căn hộ này ngay từ khi mà bước vào rồi, từ cái màu sắc đến cách trang trí và những cái hoa văn trong căn nhà này. Nếu mà em đã bồ kết cái căn hộ này như thế thì em sẽ chỉ phải bỏ ra số tiền khoảng 28 tỷ đồng là đã có thể sở hữu căn hộ này cùng toàn bộ những cái thiết bị nội thất mà mình vừa trải nghiệm. Và nếu như mọi người mà có cùng gu với cả Khánh Linh thì hãy đừng ngần ngại, hãy liên hệ đến hotline của nhà F để trở thành chủ nhân sở hữu căn hộ này nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt một chút thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng anh em cùng tôi. Và mọi người hãy đừng quên like, share và subscribe cho nhà F nhé. Còn bây giờ thì vẫn như thường lệ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Trong những video trước đây thì rất nhiều các bạn khán giả yêu cầu chúng tôi là review Khánh Linh. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ đáp lại những yêu cầu đó của quý vị bạn bằng cách là review phần ngoại thất của Khánh Linh ngày hôm nay. Đấy. Ở phần ngoại thất của Khánh Linh ngày hôm nay nó rất là đặc biệt ở chỗ như này. Các bạn hãy tiến sát lại đây. Đây là cái bộ trang phục mà Khánh Linh mặc. Và cái phần vải đấy nó được nhập khẩu từ Bỉ, được dệt bằng tay. Đấy, cái loại tơ tằm nó là loại tơ tằm tốt nhất trên thế giới, của những cái con tằm nó được ăn dâu, gọi là loại dâu organic, cái loại dâu tằm nó đẳng cấp nhất thế giới thì mới lại sản sinh ra được cái loại sợi vải dệt mà Khánh Linh mặc ngày hôm nay này. Và cái loại sợi vải dệt đấy nó có cái chức năng là kháng khuẩn, chống nấm mốc, cho nên là người mặc không bao giờ bị nấm mốc các thứ đúng không? Đấy, và Khánh Linh có thể bật mí xem là cái bộ váy này của Khánh Linh có giá trị bao nhiêu không? Vô giá. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ review cái phần ngoại thất thôi. Nếu như các bạn muốn review theo dõi thêm nhiều cái phần review hơn nữa với Khánh Linh thì mọi người nhớ đăng ký subscribe để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo của tôi. Còn bây giờ thì chào tạm biệt thật, không có after grade thứ 3 đâu. Nhớ đăng ký nhá. Xin chào.